Dạ em xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay rất hân hạnh lại được gặp quý vị và các bạn ở một video tiếp theo. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, hôm nay là ngày 13 tháng 3 năm 2022. Hiện tại bây giờ là 9 giờ 30 phút buổi sáng. Em đang di chuyển ở trên con đường khu vực dốc Duy Tân, con đường 3 tháng 2. Hướng về bên tay phải của em thì đây là con đường Thủ Khoa Vân, con đường Long Mỹ trước năm 1975. Buổi sáng hôm nay em cũng xin được đưa quý vị và các bạn chúng ta đi ngắm cảnh phố xá, cập nhật tình hình buổi sáng hôm nay để xem tình hình du khách lên Đà Lạt hôm nay có đông hay không trong ngày cuối tuần. Sau đó thì chúng ta sẽ về con đường Khởi Nghĩa Bắc Sơn trước năm 1975, đó chính là con đường Trịnh Minh Thế. Em cũng xin kính chúc quý vị và các bạn có một buổi sáng ngày Chủ nhật thật là nhiều niềm vui, ý nghĩa trong cuộc sống. Sáng hôm nay bầu trời có nắng, tuy nhiên thì cũng không có nắng gắt lắm quý vị, có nhiều mây. Nhiệt độ ở bên ngoài là khoảng 27 độ C, em đổi ra được là 86 độ F. Đây là con đường Trương Vĩnh Ký, đi vào cư xá Vĩnh Ký. Ngày nay đó là con đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Cho đến trưa thì nhiệt độ bắt đầu tăng cao dần, tầm khoảng 12 giờ trưa thì nhiệt độ lên đến khoảng 29 đến 30 độ C. Mùa này thì bắt đầu trời có nắng nóng rồi quý vị. Buổi chiều thường có những cơn mưa rào. Năm xưa khu Hòa Bình á, có tiệm bánh mì Vĩnh Trấn rất là nổi tiếng, cùng với tiệm thuốc con cua. Khi đó khu Hòa Bình có một người giàu nhất, đó chính là cụ Tiềm lúc bấy giờ. Còn đây là rạp chiếu bóng Hòa Bình, ngày nay được đổi tên thành rạp 3 tháng 4. Người dân ở Đà Lạt vẫn quen thuộc với cái tên đó là rạp Hòa Bình. Trước năm 1975 còn có rạp Ngọc Lan, rạp Ngọc Hiệp. Em nhớ là khoảng 10 năm trước, rạp chiếu bóng vẫn còn rất đông bà con mình đi xem cine, đặc biệt là màn ảnh rộng. Bây giờ thì em sẽ đi xuống con đường Tăng Bạc Hổ để cập nhật tình hình buổi sáng hôm nay. Quý vị và các bạn có thể thấy là những quán bánh canh, bánh ướt lòng gà, tuy là mới 9 giờ hơn thôi nhưng mà rất đông các bạn trẻ đến đây để mà ăn sáng. Ăn sáng xong thì đi uống cà phê rồi đi chơi quý vị. Thật sự ở Đà Lạt buổi sáng cũng có rất là nhiều món ăn ngon. Tuy nhiên thì ở xa trung tâm thành phố một chút, đôi khi các bạn cũng không có rành đường ở Đà Lạt á, thành thử ra thì cứ tập trung về các cái con phố ở ngay trung tâm thành phố Đà Lạt, như là phố Tăng Bạc Hổ, để mà ăn các loại như là bánh canh cũng như là bánh ướt lòng gà. Đây là con dốc Minh Mạng năm xưa, ngày nay đó là con đường Trương Công Định. Chúng ta sẽ đi xuống khu vực xóm chè năm xưa, Nguyệt Vọng Lầu, cũng như là rạp chiếu bóng Ngọc Hiệp. Bây giờ thì xin kính mời quý vị và các bạn cùng với em đi xuống hết con đường này, tìm về những kỷ niệm thân thương. Quán chè Nguyệt Vọng Lầu năm xưa bán rất nhiều loại chè ngon ở đây, nơi mà chúng ta có thể là ngồi từ góc cửa sổ bên này ngắm xuống con dốc Minh Mạng. Còn đây là tiệm bánh Cố Xe Gió dành cho các bạn trẻ. Ngay góc phố thân quen này, mỗi khi mà ngồi thưởng thức những ly chè thì rất nhiều cảm xúc luôn á. Khi mà trời mưa, bên góc trái của em có khách sạn Á Châu, ngày nay thì đã không còn nữa, do là đã thay tên đổi chủ rất là nhiều rồi. Ngày nay người ta cũng mở ra nhiều loại kinh doanh khác nhau. Và cuối con dốc Minh Mạng, đi hết con dốc thì có rạp Ngọc Hiệp năm xưa nổi tiếng một thời, cùng với rạp Ngọc Lan. Hồi đó đi coi cine rất là thích luôn, và ai ai cũng đều rất háo hức đến giờ chiếu phim. Tại đây có hai bạn đứng đây lấy cảnh những căn nhà biệt thự cũ ngày xưa để mà chụp hình cưới nè quý vị nè. Trước giờ chiếu phim cine thường thì sẽ có rất nhiều người mua những món gì đó ăn, khi mà vừa ăn vừa coi cine trong rạp, hoặc là có thể là xem cine về rồi thưởng thức các cái món ăn ở ngoài. Ví dụ như là món mì xào giòn nè, vân vân. Trước đó thì những món của người Hoa chế biến rất là ngon luôn quý vị. Ngày nay thì cũng không còn nhiều người Hoa sinh sống ở đây nữa. Kế bên rạp Ngọc Hiệp có con hẻm Ngọc Hiệp, nơi này buổi chiều cũng có nhiều món ăn ngon lắm.
chúng ta sẽ đi thông về quán cơm Như Ý và Kim Linh, nổi tiếng một thời. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, bây giờ em đang đứng ngay con đường Trần Hưng Đạo, con đường cũ là con đường Lê Thái Tổ. Và bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ đi về thăm lại con đường Khởi Nghĩa Bắc Sơn, con đường Trịnh Minh Thế trước năm 1975. Trước khi đi về thăm lại con đường Trịnh Minh Thế thì em sẽ dạo quanh những căn biệt thự của Pháp. Ngày nay những căn biệt thự này do quyền quản lý của Carasa để mở kinh doanh resort. Nhìn bề ngoài thôi, những căn biệt thự cũng tương đối là cũ kỹ, không có gì thay đổi. Nhưng mà vào bên trong thật là thích luôn, bởi vì bên trong quý vị và các bạn sẽ được ngắm nhìn vẻ đẹp cũng như là sự ấm cúng, ấm áp của những căn biệt thự như thế này. Đây là những con đường xưa lối cũ mà trước đó cũng rất là nhiều kỷ niệm đối với cô bác anh chị và các bạn. Cảnh vật xung quanh vẫn còn y nguyên. Đặc biệt là quý vị thấy là những nét cũ ngày xưa vẫn giữ lại trên những dãy hàng rào. Con đường với những hàng cây thông xanh mát, chạy quanh là những đường mòn nho nhỏ, thấp thoáng vào những căn biệt thự. Mặc dù chúng ta đi vào buổi trưa nhưng mà cũng cảm thấy nó rất là dễ chịu, bởi vì đi vào những cái bóng cây thông, nó sẽ che bóng mát cho chúng ta. Đâu đó có những cơn gió lùa vào rất là mát luôn quý vị, đặc biệt là nghe mùi hương thơm của hoa cỏ. Đi một đoạn nữa thôi thì quý vị sẽ thấy hồ Xuân Hương. Những căn biệt thự ở đây ngày nay đều được đánh số theo thứ tự, mang một nét, một vẻ gì đó lặng im, lặng lẽ với thời gian. Có lẽ những không gian như thế này sẽ giúp cho chúng ta hồi tưởng lại một ký ức đẹp nào đó về Đà Lạt xưa. Ở đây có một dàn hoa giấy rất đẹp luôn quý vị. Mùa này cũng là mùa hoa phượng tím nở rộ. Khi mà hết mùa hoa phượng tím thì chúng ta sẽ tiếp đến với mùa hoa bằng lăng. Thường thì hoa bằng lăng được trồng nhiều ở khu vực Bảo Lộc, Maragui. Thì em xin kính mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ đi vào con đường Khởi Nghĩa Bắc Sơn. Phía trước đây là khu vực của Dinh 2. Dinh 2 hiện tại đang làm nhà khách của tỉnh ủy, quý vị cũng không khó cho du khách tham quan. Và chúng ta chỉ tham quan được Dinh 1 và Dinh 3 thôi. Dinh 3 thì đợt trước em cũng có đưa quý vị và các bạn đi lên một lần. Hiện tại người ta đang tu sửa lại, cũng chưa có cho du khách tham quan. Nay có hai bạn đang ngồi dưới tán cây thông này, đang tâm sự trò chuyện gì đó với nhau, thật là lãng mạn luôn. Con đường này nó sẽ đưa quý vị và các bạn về con đường Nguyễn Tri Phương, vòng xoay Kim Cúc quý vị. Ở Đà Lạt mà còn nhiều thông như thế này thì thật là thích luôn á quý vị. Vào buổi sáng đi vào con đường như thế này thường là có những làn sương và nó rất là lạnh luôn. Tuy nhiên đối với Đà Lạt nó mang một cái gì đó nó hơi buồn quý vị. Nếu như mà quý vị và các bạn không quen thì rất là buồn luôn. Và có nhiều tâm trạng khi mà chúng ta sinh sống tại Đà Lạt. Mỗi khi mà đi chơi với quý vị thường là sẽ đi hai người, hoặc là rủ thêm rất là nhiều người đi theo. Như vậy thì nó cũng giúp cho chúng ta đỡ buồn hơn. Về dịch bệnh hôm nay có ghi nhận là 1.867 ca Covid mới, cao hơn ngày hôm qua. Như vậy là toàn tỉnh Lâm Đồng quý vị đã vượt mốc 45.000 ca rồi. Và một số ca F0 ở ngoài cộng đồng thì hiện nay cũng rất là nhiều luôn. Đây là cổng chúng ta đi vào nhà khách của Dinh 2. Trước đây khu vực này từng là nơi làm việc của Vua Bảo Đại.
Con đường có những cảnh quan rất đẹp, nhìn về phía đài truyền hình và một cái khu này á, khu đồi, đây là vị trí đắc địa mà ngày xưa vua Võ Đại chọn nơi đây để làm việc. Bên trong thì còn lưu giữ rất là nhiều các cái vật dụng cổ xưa, cổ kính. Và đến đây thì em cũng xin kết thúc video tại đây, đưa quý vị và các bạn đi thăm lại con đường xưa cũng như là cập nhật tình hình buổi sáng hôm nay Chủ nhật. Và em xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều đã dành thời gian theo dõi. Còn bây giờ thì xin được hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo trên kênh Cuộc Sống Đà Lạt.